Nằm tại vị trí đắc địa khi có mặt tiền ở ba con đường Trần Phú, Trần Nhân Tôn và Lê Hồng Phong, khu đất vàng rộng gần 31.000 m², địa chỉ số 152 Trần Phú, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, từ lâu được nhiều người biết đến là nhà máy thuốc lá Sài Gòn thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, tức Vinataba. Tuy nhiên, sau khi nhà máy được di dời về huyện Bình Chánh vào năm 2008, thì tới nay, nơi đây vẫn chỉ là bãi đất trống. Khu vực mặt tiền được tường rào bao quanh với chằng chịt những vết vẽ bậy. Ước tính trị giá tới hàng ngàn tỷ đồng, tuy nhiên, khu đất này đã trải qua một hành trình sang tên đổi chủ khá lòng vòng cách đây vài năm với giá thấp hơn nhiều. Trong đó, phía Vinataba chỉ thu về vài trăm tỷ đồng. Mới đây, Thanh tra Chính phủ cho rằng Vinataba đã làm trái chỉ đạo chuyển nhượng khu đất này trái quy định. Cơ quan này kiến nghị thu hồi, quá trình xử lý nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ chuyển qua cơ quan điều tra. Cụ thể, theo kết luận thanh tra về quản lý sử dụng vốn tài sản, thoái vốn và tái cơ cấu tại Vinataba giai đoạn 2013-2017, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ nhiều hạn chế sai phạm của Vinataba trong nhiều lĩnh vực. Cụ thể, trong đầu tư xây dựng, Vinataba đã có sai phạm trong việc thực hiện góp vốn dự án tại 152 Trần Phú. Theo đó, Vinataba đã không thực hiện đánh giá lại tài sản là không đúng quy định về quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước, làm trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vi phạm pháp luật về chuyển nhượng tài sản doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ khi chuyển nhượng gần 31% mét vuông tại địa chỉ số 152 Trần Phú không xin phép Thủ tướng Chính phủ, không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, có nguy cơ thất thoát tiền của nhà nước, của doanh nghiệp. Chưa hết, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ về Vinataba, có một số dự án đầu tư chậm tiến độ, thủ tục phải phê duyệt điều chỉnh nhiều lần, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Trong đó, chịu trách nhiệm đối với những vi phạm khuyết điểm này thuộc về Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Ban lãnh đạo Tổng công ty và một số công ty thành viên. Trở lại với khu đất vàng ba mặt tiền, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì cùng Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Vinataba và các bộ ngành liên quan thu hồi cơ sở nhà đất gần 31.000 m² tại 152 Trần Phú, thành phố Hồ Chí Minh và xử lý các phát sinh. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm hoặc đến ngày 31/12/2023 chưa thực hiện được việc thu hồi thì chuyển cơ quan điều tra Bộ Công an để xử lý theo quy định.